Minh Tâm xin được trân trọng giới thiệu và đến tất cả quý vị các bạn là một ca khúc cũng rất nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Quang với sự góp mặt của ông hùng của đoàn 30 bạn múa. Xin được gửi đến quý vị các bạn ca khúc được mang tên Niềm Tin Chiến Thắng. Tất cả quý vị và các bạn cùng hát theo đúng không ạ? Cảm ơn sự ủng hộ trong việc của các quý vị. Cảm ơn nhiều.